À, xin chào buổi chiều tất cả mọi người á. À, bữa nay là trời không có mưa á, hổng gà đi ra thấy trời mưa. Mưa không có xịt phân xịt thuốc gì được trơn á. Đó, bữa nay thì mình tới đợt mình xịt ba cái định kỳ cho mấy cái cây trị bệnh á. Ở đây thì hổng rày mình chuyển sang mình xài này, anh em rất nhiều anh em hỏi á. Hỏi thì anh em tìm cái tên là Điền Trang phân vi sinh vật ha. À, cái này thì nó vừa trị bệnh mà nó vừa trị sâu luôn ha. Nó thành phần á là vi khuẩn BT á, là vi và nấm meta ha. Đây, công dụng á, nó phòng ngừa á. Đây là nói chung là cái này nó phòng ngừa á. Phòng ngừa hiệu quả. Phòng ngừa, cái này là nói chung là ngừa á. Đó, khi mà cái cây chúng ta nó hết rồi á, nếu mà lần đầu tiên chúng ta xài á, chúng ta phải kèm với hóa học ha. Khi mà nó hết rồi á, chúng ta mới xài cái này á. Nói chung là cái này người ta công dụng là nó phòng ngừa á. Này, cái trứng ấu trùng ra thì nó diệt trước ha. Đó, trước khi nó có bệnh thì nó diệt trước rồi. Đó, còn khi mà cây chúng ta nó phát bệnh rồi á, phát bệnh rồi thì chúng ta phải xài cái hóa học, phải xài ba cái thuốc chuyên dụng á. Nói chung là khi mà đã hết rồi á, chúng ta xài mới hiệu quả. Còn như khi anh em cây anh em đang bệnh á, đang bị nấm bệnh nè, đó mà anh em xài cái này thì nó không có hết được ha. Đó, chúng ta phải xài cho nó dứt đi. Rồi chúng ta xài này là để ngừa. Hôm nay thì 2 tháng nay mình không có xài thuốc sâu á. Thế là thì mình không xài thuốc sâu, không có xài thuốc bệnh luôn á. Thì cây nó ra, nói chung là cái đợt 2 tháng trước nó ra nó bị bọ trĩ đánh nè, nó teo teo nè. Đó, như thế này nó bị bọ trĩ đánh teo teo nè. Nó còn cái vết cũ á, khi mà nó đã bị con bọ trĩ dứt thúc hoặc là nấm bệnh rồi á, thì nó không có hết được nha. Không có hết được. Chỉ có đợt lá mới nó ra. Đợt lá mới nó ra thì nó mới hết lại thôi nha. Chứ mà cái đợt cũ mà nó đã bị rồi thì nó không có hết được ha. Đó, này là xịt ngừa thôi ha. Đấy, anh em hỏi cái này mình không có bán á, nói chung cũng chả có quảng cáo cái gì cả, mình xài gì thì mình nói cái đó thôi, mình không có bán cái này á. Cái này thì mình cũng mua trên mạng thôi. Cái gói này 20 mấy ngàn á, hay là 26-27 ngàn gì ha, cộng tiền vận chuyển mấy chục ngàn gì đó. Thì nói chung mình xịn cái này thì nó không có độc á. Đây là cái phân á, phân vi sinh vật đó. Anh em hỏi rất là nhiều á. Mình để sao này hiệu quả thì chúng ta phải rong lá đồ cho nó thoáng cây á. Như này lúc trước mình làm nè. Đó, mình rong á. Đó, rong là lặt mấy cái lá chân bên trong nè, chứ không có gì á. Thì anh em không hiểu rong lá là cái gì á. Lặt mấy lá chân. Chỉnh sửa lại á. Đó, anh em dắt em vào bên phía bên sân này của mình á, mình vừa là mới làm mình xong một cây nè. Cái sân phía bên đây á. Rong là cho nó thông thoáng á, chúng ta xịt ba cái mấy con sâu nó đẻ trứng đâu trong đó, bướm đẻ trứng này kia trong đó đó, chúng ta làm cho nó thoáng á. Nó thoáng thì xịt nó sâu bệnh mầm bệnh không có ở trong cái cây chúng ta được ha. Phú Tân nè, chiều ra. Lúc này chiều à. Chiều nay mà không thấy mưa ha, chứ không là mưa suốt không à. Toàn bộ cái dừa của mình á, mình xài cái này thôi. Chung đá nó không có đẹp, tại vì không có xài phân bón lá. Lá nó không có đẹp giống như của người ta, nhưng mà nó an toàn cho con người á. Phân đây thì mình đi cũng loãng à, bằng phân nửa cái lượng người ta tưới ha. Mà tới Tết quan trọng là tới Tết bông nó đạt, với lại nuôi cây nó sống khỏe ha. Đó, anh em xem nè, cây này thì mới rong á. Rất là nhiều lá. Cả ngàn cái lá. Rất là nhiều quá. Đó, nhánh nhóc bên trong nè. Đây, nhiều khi mấy con rịp sáp nó bu đầy trong đây nè. Đó, anh em xem không? Đó, thì này tới Tết nó ra thêm 2 cây nữa là nó cứng ngắt hết trơn à. Đó, rất là thoáng á. Cây này thì nằm chậu 9 tấc. Thoáng á chà. Ở mà tùm lum á, sao tát bấm nó tùm lum mà. Đó, giờ phân nhánh nào đánh ra nhánh đó ha. Rồi tiến hành vô dây sữa đầu luôn, uống công công lượng lượng á. Đó. Em xem à. Đấy.
rất là thoáng ha. Đây. Đây là cây thủ đức ha. Rất là thoáng. Còn cây Phú Tân đây nè, bữa nay nó ra đợt đọt rồi nè. Nó cục kính mít hết trơn à. Cái thư rỉnh thư rãn nha. Còn cây thủ đức này hôm nay cũng rong sạch sẽ hết trơn rồi. Hôm lá này để tránh cái tình trạng mà nở sớm như là xịt ba cái thuốc nấm thuốc bệnh chúng ta xịt á, nói khung là khi mà nó hết rồi nắng mặt trời nó len lỏi vô đây nè. Không có rong rêu nào, không có bám nấm bệnh, không có đám ở trong đây ha. Chứ chúng ta xịt ba cái thuốc ngừa bệnh ở trong đây nè. Đó, thì cây đỡ bệnh á. Chứ mà để cây tùm lum xịt không có vô được rồi hỏi sao nó cứ bệnh hoài á, bệnh hoài xịt hoài đứt chết luôn à. Đó, hiện tại ở vườn mình á, nhưng mình đã xài phân thuốc cũng không bằng người ta. Đây là cây thọ hương á. Gốc tiểu quý nè, cành nhánh uốn lượn á. Giống như kiểu tay chân uốn uốn éo à. Cái ông chú bán cái này cho mình á, ông nói đâu 100 cây mới có được cây sữa thân từ nhỏ như thế này á. Cái gốc là sữa. Đây là được là 40, nằm chậu 8 tấc. Vừa thế, chứ không có chậu không có bự quá. Anh em xem không? Đó. À, giờ mình tiến hành mình vậy ba cái thằng phân đó mình sạch á. Thì chỉ có vậy thôi á. Đây, mình làm gì thì mình nói vậy thôi ha. Là cây siêu nụ nè. Xịt thì trên lá nó có đốm đốm á, và cái phân nó bột bột nó đốm đốm à. Tháng này thì xài NPK số đầu cao quá. Đó. Hết tháng 5 này, qua tháng 6 thằng ta chuyển qua số giữa cao ra. Nay là mùng 8, 9 gì tháng 5 rồi ha. Bầu đất thì nó khô quá. Đó. Cây mạnh thì nó rút nước dữ lắm á. Còn cây yếu thì nó tưới hoài chèm nhẹp á. Cây nào người ta tưới mà 2-3 ngày không khô, người ta đừng có tưới nữa ha. Tưới mà nó chèm nhẹp hoài thì nó lạnh rồi nó úng rồi đã hư cây luôn à. Đó. Vậy đừng có ham mà tưới nhiều quá. Đây, đây vậy cái này cho anh em tham khảo á. Đây là năm thứ hai nè. Bứng cái phôi vậy ha. Đó, cắt lùng lùng á, đem vô nhà chơi là không cần cao quá. Đó này người ta trồng trên cái mô, mọc lên cái mô gì nè. Rễ nè, nguyên một bệ luôn ha. Đó, lại cắt thấp xuống. Đóng vào mấy cái đầu ha. Đó. Rồi dẫn nhánh ra, năm đầu thì dẫn nhánh ra thôi ha. Dẫn một năm bỏ không, bấm thúc lại. Lấy cái xương ha. Rồi từ cái xương này người ta phát triển, người ta nuôi. Từ cái xương này nuôi hoài luôn ha. Giống mấy cây bự thì nói chung mà ghép mai dảo á, nhìn bông nó đã ha. Với lại chúng ta dảo chúng ta nuôi, ta đừng có ham lấy dài quá, lấy khúc thôi. Đó, tới đây là ngưng rồi đó, không có lấy thêm nữa ha. Chứ lấy nhiều quá nó lỏng bỏng mà bông không có ra gì trơn á, nó nín á. Thật sự mai dảo nhiều khi chúng ta ham ta lấy nhiều quá, trời lạnh nó nín là một phần, còn thứ hai là chúng ta tham lấy nhánh nhiều quá ha. Nhiều quá, nhiều nụ quá, không thể nào mà đủ sức đâu mà nở cho hết á. Sức có nhiêu đó mà bắt nở quá trời thì sao nở hết được ha. Đó, ta xem ha. À, dảo thủ đức ha. À, có dịp thì Tết nó nở thì quay cho mọi người cùng xem á. Thời điểm này em ta có thể thay chậu được ha. À, thay chậu mới thôi. À, thay chậu đẹp hay gì đó, chúng ta nhẹ nhàng không có vũ phân gì trơn nha. Chúng ta bóc, chúng ta bỏ qua thôi. Xả động rễ thì để trong mát vài ngày á. Đem ra nắng luôn. À, mới tưới phân thì không có thay chậu quá. À, mới tưới phân thì thay chậu nhiều khi nó động rễ á. Rồi, hẹn gặp lại mọi người các video sau á. Video này thì anh em nào ở nhà mà chưa rong lá thôi á, chúng ta tiến hành làm đi. Để mà mai mốt nó lỡ lọt sọt về nấm bệnh dữ lắm á. Rồi, xin chào.